Xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Ngày hôm nay sẽ là một cái video để hướng dẫn chi tiết cách kết nối và sử dụng chiếc đầu giải mã DAC của hãng Zenith anh em nhé. Thì trước tôi có làm một cái video bóc hộp sản phẩm rồi, nhưng mà chưa làm một cái video nào để giới thiệu cũng như là để test những cái chức năng trên con giải mã này. Đấy, test những cái cổng kết nối trên cái con giải mã này thì có rất nhiều anh em mua hàng về rồi cũng hỏi tôi cách sử dụng đấy. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ test nó anh em nhé, sẽ test nó và các những cái cổng chuyển đổi, những cái cổng kết nối còn trên con giải mã này. Đấy, anh em sẽ chú ý đón xem nhé. Đây là một sản phẩm của hãng Zenith, một hãng rất là nổi tiếng, hàng chính hãng anh em nhé, và là hàng công ty, hàng nội địa của Trung Quốc, Made in China. Đây, con giải mã thì rất là nhỏ gọn anh em nhé. Anh em thấy này, con này thì giải mã lên đến là, con này mã của nó là DA310, con này giải mã lên đến 24 bit, và cái tần số lấy mẫu của nó cực kỳ khủng khiếp, lên đến 192 kHz anh em nhé. Đó, có hãng Zenith này, và con này có rất nhiều cổng kết nối đầu vào anh em này, cổng có cổng quang này, cổng USB này, con này đọc trực tiếp USB hoặc thẻ nhớ anh em nhé. Cái thẻ nhớ thì tôi vừa cho một bạn anh mượn mất rồi, thì ngày hôm nay sẽ test cổng quang này, cổng bluetooth của nó anh em nhé, kết hai cổng dễ chơi nhất thôi. Đây là đường ao này, đường ra này, ra 2V hoặc là ra đường tay nghe anh em nhé. Đó, bluetooth đấy. Hôm nay sẽ test hai cổng mà anh em sử dụng nhiều nhất trên con giải mã này, đó là cổng quang và cổng bluetooth. Con này thì có điều khiển này anh em, có điều khiển này, bluetooth này, dây nguồn này, và được tặng kèm một dây quang anh em nhé. Đầu tiên là tôi sẽ test cái cổng quang của cái sản phẩm này trước. Đây thì đầu tiên thì và con này sẽ có một cái cục đây, một cục nguồn đi kèm anh em nhé, một cục nguồn đi kèm. Đầu tiên thì sẽ tháo cái dây nguồn ra. Con này cắm điện trực tiếp 220V được anh em nhé. Cắm điện trực tiếp 220V. Tôi sẽ cắm điện trực tiếp 220V cho anh em. Bluetooth thì chúng ta lắp vào luôn, tí nữa chúng ta sẽ test. Và con này có một cái điều khiển rất tiện, cho nên mọi chức năng của nó điều khiển sẽ điều khiển hết anh em nhé. Đây, cụ dây nguồn đây, cắm vào cụ nguồn. Đằng sau nó có cái nút bật tắt nguồn này. Đó. Tôi đã kết nối sẵn, tôi đã bật sẵn TV đây. Cái điều khiển của con này thì đã có sẵn pin anh em nhé. Đã sẵn pin rồi, về anh em chỉ rút cái này dùng thôi. Đó. Đây, khi mà đèn nó đang nhấp nháy màu xanh này có nghĩa là nó đang chờ cái kết nối anh em nhé, chờ cái kết nối. Thì ở đây thì tôi đã kết nối sẵn dây quang vào TV rồi. Đây, ở đây tôi sử dụng một dây quang của Audio Quest anh em nhé, và sẽ cắm trực tiếp kết nối vào cổng quang. Cổng quang của con này có ký hiệu là Tốt Linh. Đó. Anh em. Đó, và hai đường AV out. Đây anh em thấy đấy này. Hai đường AV out thì tôi sẽ cắm vào súng âm đi anh em nhé. Đó rồi, đã kết nối xong. Giờ tôi sẽ bật âm ly lên. Đây, và khi anh em đã bật âm ly lên rồi, tôi sẽ đây ở trên điều khiển này, trên điều khiển anh em để ý thấy này, nó sẽ có những cái rất nhiều cái chế độ như USB này, optical này, hay là coaxial này, bluetooth này, anh em chơi cổng nào anh em bấm vào đấy nhá. Ví dụ tôi đang kết nối cổng quang optical thì tôi bấm vào đó, nó đã hiện đèn đỏ. Bây giờ tôi sẽ bật nhạc. Là nghe thôi anh em nhé. Đó, cổng quang rất là dễ dàng kết nối, chú ý nữa các bạn. Và con này, trên điều khiển con này có rất nhiều chế độ chơi anh em nhé. Đây này, có rất nhiều chế độ chơi này, tăng giảm âm lượng này, to nhỏ này, rất nhiều này, qua bài này, đấy, to nhỏ. Trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Đó, đầu tiên là đó là tôi đã test cho anh em qua trước là cái cổng quang kết nối như thế nào. Bây giờ đến cổng bluetooth anh em nhé. Bluetooth là cái anh em cũng sử dụng rất là nhiều và cũng rất là nhiều anh em quan tâm. Thì đầu tiên nếu khi mà chúng ta muốn kết nối bluetooth
thì chúng ta cần phải chuyển cái chế độ sang Bluetooth anh em nhé. Đó, chúng ta sẽ phải bấm trên điều khiển này chữ chữ BT này để cho chuyển sang Bluetooth thì cái đèn xanh nó sẽ nhấp nháy. Sau đó chúng ta mở điện thoại lên anh em nhé, mở điện thoại lên này, chúng ta vào phần Bluetooth của điện thoại. Đấy, và tìm đây, và nó sẽ hiện lên chữ DA310 anh em nhé, là mã của sản phẩm này. Chúng ta sẽ kết nối vào. Ok, đó, quý vị và các bạn đang nghe thấy, khi mà đã kết nối xong anh em nhé, nhìn này, DA310 đã kết nối thì cái đèn, thì cái chiếc đèn trên con giải mã này sẽ không nhấp nháy nữa. Đó, và giờ chúng ta đơn giản là vào YouTube, mở một bài nhạc lên là có thể nghe anh em nhé. Rất đơn giản. Rất xin lỗi nhé, vì là quảng cáo rất là nhiều. Anh em đợi một chút. Đó, đang chơi Bluetooth trên điện thoại, và Bluetooth con này là 5.0 anh em nhé. Bluetooth con này là 5.0, rất là mạnh. Xin lỗi vì là mạng nó hơi kém một chút. Tôi sẽ đổi mạng để cho quý vị và các bạn nghe thử cái chất âm của con DA310 này. Đó, chơi ở con này này. Đấy, con nó cái chế độ chơi như kiểu làm gọi là để cho nhỏ đi một chút. Nó có những cái chế độ chơi này anh em này, có 5 chế độ chơi anh em nhá. Tùy cái gu của anh em, ví dụ anh em thích. Đây. Rồi, anh em muốn nghe đi. Đó. Đó. Rất nhiều trống. Có rất nhiều chế độ chơi anh em nhé, tăng to nhỏ, tăng giảm âm lượng ở trên này hết. Đây anh em thấy đây. Đây. Anh em thấy. Đó, điều chỉnh cả âm lượng luôn. Anh em thấy rất là xịn sò một chiếc điều khiển. Đó. Tạm dừng lại một chút. À, đó là vừa rồi là hai cổng kết nối mà anh em sử dụng nhiều nhất, đó là cổng quang và cổng Bluetooth. Tôi đã test cho anh em cách và cách hướng dẫn sử dụng của chiếc đầu giải mã này. Còn với những anh em nào có những cái cổng có những cái ổ cứng hay là có những cái USB mà copy nhạc, file nhạc thì anh em cắm trực tiếp vào đây, xong anh em chuyển cái điều khiển này sang chế độ USB là nghe anh em nhé, không phải làm thao tác gì cả, rất là đơn giản thôi. Thì ngày hôm nay tôi lại không có USB ở đây, cũng như là không có cái ổ cứng ở đây, cho nên là sẽ chỉ test được hai cái chế độ mà anh em chơi nhiều nhất thôi, đó là cổng quang và Bluetooth anh em nhé. Và cũng xin báo giá lại cho anh em là sản phẩm đầu giải mã DAC Genet DA310 này đang được bán với giá là 950.000 đồng anh em nhé, 950.000 đồng, và phí ship toàn quốc sẽ là 30.000 đồng. Anh em đã có thể sở hữu được một chiếc đầu giải mã rất là nhỏ gọn và chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Anh em nghe nhạc, chơi nhạc mạng từ trên TV xuống thì rất là sạch sẽ này, trong trẻo và chi tiết anh em nhé. Và sản phẩm này sẽ bao gồm đầy đủ phụ kiện rồi, với anh em chỉ việc chơi thôi. Đó, chiếc DAC Genet DA310 ở đây. Đó. Đó, sản phẩm này thì tôi sẽ bảo hành cho anh em là 1 năm anh em nhé. Bảo hành 1 năm này, giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi phải thanh toán. Số điện thoại tôi là 0931655426 anh em nhé. 0931655426, anh em có thể nhắn tin gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo. Chưa bao giờ anh em có thể sở hữu được một chiếc đầu giải mã 24 bit, tần số lấy mẫu lên đến 192 kHz mà chỉ có giá dưới 1 triệu đồng anh em nhé, cực kỳ rẻ và cực kỳ chất lượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.